Chiến thần thánh y đường tuấn chương 2511 Đây là khí tức của núi vạn thần Nhìn thấy thái độ không chịu thua của thái hạo Trong lòng tô minh thao đột nhiên cảm thấy chua xót Nhưng cũng không đành lòng kể chuyện đường tuấn đánh chết thần kiếm thu Ông ta hơi run sợ một chút Rồi nhìn thái hạo cười nói Học trò của tôi không kém ai cả Chỉ là tôi xem thường cậu Nhưng cậu phải nhớ kỹ Tính mạng của mình mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều có thể đặt ra trước. Thái Hạo nghe vậy mới gật đầu thật mạnh, nói con nhất định sẽ đem truyền thừa của thể chất đại diễn thánh trở về. Tô Minh Thao không nói gì nữa, nhìn lên bầu trời. Trên trời cao đột nhiên bộc phát ra một trận giao động kịch liệt. Bầu trời nứt ra một lỗ thật lớn, giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ xé rách. Một cỗ khí tức thần thánh minh mông được phát ra từ miệng động. Audio điện tử võ tấn bền Kể cả Tô Minh Thao khi ngửi thấy mùi khí tức này cũng cảm thấy toàn bộ tinh thần chấn động, có cảm giác như đang nghe thánh hiền giảng đạo. Đây là khí tức của núi Vạn Thần. Tô Minh Thao kích động đến mức đứng lên. Bây giờ tinh vực chu Tước sở dĩ thiếu cảnh giới thần quân, một phần là vì nơi nào đó trên thế giới, khí tức bị phong ấn ở trong núi Vạn Thần. Mà loại khí tức này có thể đột phá cảnh giới thần quân. Loại khí tức này được các tu sĩ của động hư cảnh tự xưng là khí thần thánh hay còn gọi là khí tức thần thánh. Người có tu vi càng cao, có khả năng xé rách bầu trời, hấp thụ khí tức trong núi Vạn Thần, từ đó tiến hành đột phá. Thần Đế Ly Hoàng đột phá đến cảnh giới thần quân bằng cách đó. Chương 2512, đây là núi Vạn Thần sao? Tu vi của Tô Minh Thao không đủ nên không có cách nào hấp thu được khí tức trong núi Vạn Thần. Vì vậy, ông ta có khát vọng rất lớn đối với khí tức thần thánh. Chỉ là Ông ta đột phá đến cảnh giới thần quân cần một lượng lớn khí tức thần thánh. Chỉ là một cái lỗ phát ra một chút khí tức như vậy, căn bản không đủ thỏa mãn ông ta. Chỉ cần Thái Hạo có thể đột phá đến cảnh giới thần quân, tương lai tôi cũng có thể có cơ hội đột phá. Ánh mắt Tô Minh Thao quét về phía người của Thái Hạo và tất cả các học trò, trong lòng ông ta tràn đầy hy vọng. "Đi thôi." Tô Minh Thao hạ lệnh. "Vâng." Thái Hạo dẫn 200 học trò của đại diễn các bay lên bầu trời, cơ thể họ biến mất trong của động. Mà bây giờ, thần triều Chu Tước, Độc Cô Cung và Chiến Thần Tông cũng có một cảnh tương tự như vậy. Đường Tuấn không đi cùng đội ngũ của thần triều Chu Tước mà đi cùng Mộ Thanh. Là đại trưởng lão nội điện trẻ tuổi nhất của Độc Cô Cung, anh ta cũng giống như Thái Hạo, không cần tham gia tuyển chọn sơ bộ mà cũng có thể có tư cách tiến vào núi Vạn Thần. Tại Thiên Ma Môn, một cậu thanh niên trẻ tuổi khí chất u ám, nhìn rất nhiều tu sĩ đứng trước mặt, lạnh lùng nói, nhiệm vụ lần này của chúng ta là giết sạch đối thủ, cướp lấy truyền thừa của núi vạn thần, bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành. Rõ, học trò của năm thể lực ngoại vực đang đứng trước mặt người thanh niên đồng thanh đáp. Chỉ một thời gian ngắn, sát khí nồng đậm đã tràn ngập trong sân. Ở trước quảng trường Chu Tước, thần đế ly hoàng nhìn của động đang chậm rãi đóng lại, sắc mặt của ông ta cũng dần dần cứng lại ông ta thấp giọng lẩm bẩm chuyện liên quan đến tương lai mưu đồ của tinh vực chu tước nhất định phải thành công đường tuấn nhìn cảnh tượng trước mặt thì vô cùng trầm mặc trước mặt một tòa núi thần vô cùng cao đứng sừng sững giữa trời hình dáng núi thần giống như che khuất tất cả phạm vi tầm mắt của đường tuấn em mờ thanh trong núi truyền ra tiếng thú minh không biết là trầm thấp hay là thô bạo nữa theo tiếng thú là một cỗ khí thức vô cùng mạnh mẽ phóng lên khắp núi thần, khiến cho trong lòng mọi người trở nên căng thẳng đây là núi vạn thần sao ánh mắt của đường nhiêu khẽ run bây giờ chỉ còn cách núi vạn thần không xa nhưng anh cảm thấy da đầu hơn tê cảm nhận được trong núi vạn thần truyền ra một cái gì đó vô cùng nguy hiểm quả nhiên là nơi cất giữ vô số truyền thừa của thần quân trong lòng đường tuấn khẽ thở dài anh tạm thời đè nén sự thán phục trong lòng mà đi về phía núi vạn thần từ bên ngoài tiến vào núi Vạn Thần cần phải trải qua không gian loạn lưu. Mặc dù có hai vị thần quân xé rách một cái thông đạo an toàn nhưng mọi người vẫn bị ảnh hưởng bởi không gian loạn lưu, phân tán đến nơi khác. Diện tích của núi Vạn Thần rất lớn, muốn tìm người khác không phải là chuyện dễ dàng. Tốc độ dòng chảy thời gian bên trong Vạn Thần Sơn nhanh hơn tốc độ dòng chảy thời gian bên ngoài. Lúc tiến vào núi Vạn Thần, ông lão Đan Thanh đã nói cho Đường Tuấn biết điều này nhưng khi càng tới gần núi vạn thần, đường Tuấn càng cảm thấy đúng như vậy, giống như xe đột nhiên tăng tốc sẽ xuất hiện cảm giác khó chịu trong nháy mắt. Sau khi thích ứng được với cảm giác khó chịu này, trong lòng đường Tuấn bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ mình cần thời gian tu luyện, hoàn cảnh trong núi vạn thần này lại rất thích hợp với mình. Trong hồ hỏa viêm, hỏa bà cho anh uống không biết bao nhiêu là linh dược. Bây giờ, những dược lực này đều lắng động trong cơ thể anh, cần một thời gian rất dài mới có thể chuyển hóa thành sức mạnh mà thời gian trong núi vạn thần đúng lúc có thể giúp anh làm việc này. Một mặt che giấu bí quyết kích thích dược lực trong cơ thể, một mặt đường tuấn nhanh chóng tiến gần tới núi thần. Theo như lời của mấy người thần đế, sức mạnh của ma thần nhỏ tần thiên kia có thể đạt đến trình độ trung kỳ của động hư cảnh, cao hơn anh một đại cảnh giới. Vì vậy, đường tuấn phải tranh thủ nắm chặt thời gian để tu luyện. chương 2513, Huyễn Tâm Đạo, Tà Tông Hai ngày sau, Đường Tuấn đã rất gần núi Vạn Thần, khí thức thần thánh trong không khí ngày càng nồng đậm. Dựa vào ghi chép, loại khí thức thần thánh là mấu chốt đột phá đến cảnh giới thần quân. Chỉ là, khí thức thần thánh quá mức cao cấp, ngay cả mình cũng không cách nào hấp thu được. Trong lòng đường Tuấn khẽ thở dài. Sau khi tiến vào không lâu, anh thử hấp thu khí thức thần thánh, thậm chí còn vận dụng sức mạnh chiếm đoạn của tiểu kim, nhưng vẫn không có hiệu quả. Cho tới nay, sự tồn tại của Tiểu Kim và Tiểu Thanh giống như tạo cơ hội để anh có thể gian lận. Nhưng bây giờ, việc gian lận này không có tác dụng. Điều này khiến trong lòng Đường Tuấn có chút mất mát, chỉ có điều, Đường Tuấn điều chỉnh lại rất nhanh và anh càng cảm thấy tò mò về núi Vạn Thần. Trước khi đạt được cảnh giới hợp thể, chỉ cần hấp thụ linh khí trời đất bình thường. Mà khi đạt đến cảnh giới hợp thể, cần phải hấp thu nguyên khí hư ảo và nguyên khí hồn để cường hóa thân thể và linh hồn muốn đột phá đến cảnh giới thần quân, cần khí tức thần thánh. Nghe nói, cảnh giới thiên quân còn phải hấp thu nguyên khí tiên. Tu vi càng lớn thì tu luyện sử dụng khí càng thê, cao cấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tinh vực cấp thấp càng khó xuất hiện các tu sĩ có đẳng cấp cao hơn. Chỉ là hiện tại tất cả những điều ấy đều không liên quan đến Đường Tuấn. Bây giờ anh đang toàn tâm toàn ý luyện hóa dược lực trong cơ thể. Đúng lúc này, Phía trước truyền đến âm thanh của một trận chiến đấu. Thu Linh, buông tay chịu trói đi. Những người khác ở Độc Cô cung cũng sẽ đi cùng cô, rất nhanh thôi. Tiếng chiến đấu kịch liệt xen lẫn với tiếng cười vô cùng cản rỡ. Thu Linh. Đường Tuấn nhíu mày, ngay lập tức anh nhớ lại người này là ao. Thu Linh là con cháu lợi hại nhất của gia đình họ Thu ở Độc Cô cung. Trước đây cô ta là bạn của Mộ Thanh nhưng sau khi mộ thanh dẫn đường Tuấn trở về độc cô cung, Thu Linh và mộ thanh lại như hai người xa lạ không quen biết. Tuy rằng sau này đường Tuấn đã chứng minh sức mạnh của mình, nhưng cho đến nay quan hệ của Thu Linh và mộ thanh vẫn chưa thể hàn gắn lại như trước. Suy nghĩ trong đầu thay đổi, rất nhanh đường Tuấn nhìn thấy cảnh trước mặt. Chỉ thấp trong một sơn cốc, hơn 10 tu sĩ mặc trang phục của hai phái, đang vây Thu Linh và mấy người của độc cô cung. Huyễn Tâm Đạo, Tà Tông Đường Tuấn nhìn thấy quần áo của hai phái thì nhận ra nguồn gốc của những người này. Huyễn tâm phái, tu luyện tâm lực cùng ảo ảnh chi thuật. Tà phái, có nhiều cấp học, trong đó có thầy thuốc, nhà tinh luyện, nhà giả kim và các cấp học khác. Nhưng chúng rất khác với những chức vị chính thống này, chúng cực đoan hơn, cho nên bị gọi là tà phái. Tà phái và huyễn tâm phái hiển nhiên có thực lực cao hơn độc cô cung. Lúc này những học trò khác của độc cô cung cơ hồ đều bị thương trong người, chỉ có một mình Thu Linh gian nan chống cự lại. Chương 2514, đàn anh kỳ thật lợi hại. Không hổ danh là học trò xuất sắc nhất của đầu cô cung, làm ra này mịn tới mức có thể vắt ra nước, cô đi theo chúng tôi chơi mấy ngày, nếu làm chúng tôi cao hứng, nói không chừng sẽ tha cho cô. Một người đàn ông của tà phái cười ha ha, trong lời nói đan sen đùa cợt, sau đó xuất hiện ở phía sau lưng Thu Linh, trường kiếm trong tay phất xuống. Tiếng kéo xé vang lên một tiếng quần áo bị xé rách lộ ra một mảng lưng bóng loáng mê người căn tu của người đàn ông này rõ ràng cao hơn thu linh ra tay có chừng mực trường kiếm chỉ xé rách quần áo chứ không khiến thu linh bị thương mấy học trò tà phái ở xung quanh thấy thế hai mắt sáng rực giống như đàn sói đói thu linh vô cùng phẫn nộ cô làm sao không biết được bản thân và những người khác căn bản không phải đối thủ của đám người này trong mắt họ cô chỉ là một món đồ chơi chết chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn nhưng dù biết trước được kết cục thu linh vẫn thật sự không cam lòng cho dù có chết tôi cũng sẽ không làm ô uế thanh danh của độc cô cung trong lòng thu linh gào thét đàn chị thu phía sau thu linh mười mấy học trò của độc cô cung đều có vẻ mặt phẫn nộ cùng không cam lòng ngay khi thu linh cùng các học trò độc cô cung sắp chìm vào tuyệt vọng một bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ngay tầm mắt của bọn họ là ngài ấy thu linh chấn động là đại trưởng lão, các học trò khác của độc cô cung đồng thanh hô lên. Tà phái cùng huyến tâm phái và đông đảo các học trò cũng thấy được sự xuất hiện của đường Tuấn, một người từ trong đám người bay ra, khóe miệng mang theo nụ cười chế nhạo, hài hước nói hóa ra là đại trưởng lão trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của độc cô cung. Độc cô cung thật là kém một thế hệ, cư nhiên lại để một người như anh đảm nhiệm chức đại trưởng lão, so với anh, tôi thấy mình còn đủ tư cách hơn để làm đại trưởng lão. Ha ha ha! Người này khoác lên mình áo choàng mày đen, trong tay cầm một trường kiếm sắc bén, hơi thở cùng kiếm khí hợp nhất thành một. Vừa rồi người chém rách phần lưng áo thu linh chính là anh ta. Căn tu của người này đã đạt tới giai đoạn cuối cùng, tính riêng ở cảnh giới, đường tuấn so với anh ta còn thấp hơn một bậc nhỏ. Người nọ vừa chuyển động cổ tay, trường kiếm bay ra khỏi tay, kiếm khí tăng vọt. Rắc. Nhát kiếm này khiến tảng đá cách mấy chục mét ở phía sau đường tuấn trực tiếp bị chia đôi. Núi vạn thần bởi vì có hơi thở của thần thánh tồn tại khiến cho nơi này so với thế giới bên ngoài đều cứng cáp hơn rất nhiều nhát kiếm này nếu đặt ở bên ngoài tuyệt đối có thể cắt xuyên ngọn núi cao ngàn mét kiếm khí quét qua người đường tuấn nhưng đường tuấn cũng không hề cử động đàn anh kỳ thật lợi hại vị đại trưởng lão độc cô cung này là bị dọa cho ngây người đi các đệ tử của tà phái và huyễn tâm phái lớn tiếng kêu phút một tiếng Trường kiếm một lần nữa dừng ở trên tay vị đàn anh họ Kỳ này. Anh ta nhàn nhạt nói, anh cảm thấy thân thể mình có thể cứng như ngọn núi này sao? Sắc mặt đám người Thu Linh đột nhiên biến đổi, trong lòng không khỏi lo lắng. Họ biết y thuật của Đường Tuấn không tầm thường, nhưng lúc này không phải là thi đấu y thuật, mà là đánh giá thực lực chân chính. Ngài có thể đánh thắng được sao? Thu Linh nhìn Đường Tuấn, trong lòng vẫn còn ôm một chút hy vọng mỏng manh chương 2515, cái gì tôi cũng đều nói cho anh biết. Dưới sự quan sát chăm chú của mọi người, Đường Tuấn trầm mặc, tựa hồ như thật sẽ bị dọa đến choáng váng. Này! Đàn anh kỳ nhíu mày, nhát kiếm vừa rồi đến một nửa thực lực của mình cũng chưa dùng, tên này sẽ không vì vậy mà bị dọa sợ đi. Nhưng anh ta mới vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt Đường Tuấn thay đổi, ánh mắt trở nên sắt bén, như thể vừa thoát ra khỏi vỏ bọc. Ngay sau đó, ánh mắt đường Tuấn thật sự đã biến thành hơi thở sắc bén. Cổ hơi thở này chợt lóe qua, các học trò của tà phái và huyễn tâm phái chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Xôn sao? Ngoại trừ đàn anh kỳ, toàn bộ các học trò của tà phái và huyễn tâm phái đều ngơ ngẩn, giống như bị đông cứng. Đàn anh kỳ chỉ nhìn thoáng qua, lập tức hồn phi phách tán, cơ hồ muốn chạy trốn khỏi đây. Các học trò tà phái cùng huyễn tâm phía đều không phải bị đông cứng, mà là linh hồn vỡ vụn. Hai chân đàn anh kỳ run rẩy, nhát kiếm vừa rồi của anh ta tuy rằng lợi hại, nhưng nếu so sánh với chiêu thức của đường Tuấn thì kém không biết bao nhiêu lần. Anh ta không phải hợp thể cảnh sao? Sao có thể sẽ có lực lượng linh hồn đáng sợ như vậy? Các trưởng lão không phải nói thực lực của anh ta chỉ đạt tới nhị cấp thê đội sao? So sánh với bọn Ly Thanh Trần còn có khoảng cách không nhỏ sao? Mẹ nó cái này mà gọi là tranh lệch. Mấy người Ly Thanh Trần Liên thủ lại đều không phải đối thủ của tên này. Trong lòng Đàn Anh Kỳ vừa kinh ngạc vừa tức giận, lần trước tới núi Vạn Thần, các sư phụ đem không ít tư liệu cho bọn họ, trong đó đương nhiên có liên quan đến Đường Tuấn. Chỉ là thực lực hiện tại Đường Tuấn thể hiện ra ngoài so với anh ta chênh lệch quá lớn. Không cần diệt linh hồn của tôi." Đàn Anh Kỳ gần như muốn khóc nói ra những lời này. Nếu chỉ giết chết thân thể sau khi anh ta chuyển kiếp không chừng còn có cơ hội thức tỉnh lại ký ức của kiếp trước, một lần nữa tu luyện, sống ở kiếp thứ hai. Nhưng nếu linh hồn bị giết, ngay cả cơ hội chuyển kiếp cũng đều không có. Anh ta biết Đường Tuấn chắc chắn sẽ không để cho mình tồn tại, cho nên chỉ cầu xin không giết linh hồn của mình. Cái gì tôi cũng đều nói cho anh biết. Đàn anh kỳ kể ra hết tất cả những gì mà bản thân biết được. Sau khi Đường Tuấn nghe xong trong lòng căng thẳng, năm thế lực của tà phái và huyến tâm phái thế nhưng đã biết truyền thừa của các đại thánh địa ở nơi nào, hơn nữa đã đi trước một bước để mai phục, chuẩn bị ám sát các học trò xuất sắc nhất của các đại thánh địa này. Làm sao các người biết được nơi ở của truyền thừa thánh địa? Đường Tuấn hỏi. Đàn anh kỳ lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Ánh mắt mong đợi của anh ta nhìn đường Tuấn, dưới thủ đoạn giết linh hồn quỷ dị của đường Tuấn, ngay cả cơ hội chạy trốn anh ta cũng không có giữ lại anh cũng là tai họa, đường tuấn lạnh lùng nói. Tinh thần lực quét qua, đàn anh kỳ lập tức cứng đờ, rốt cuộc không thể động đậy nổi. Lúc này đám người thu linh mới kịp phản ứng lại, có chút không thể tin được mà nhìn đường tuấn. Đây là thực lực của ngài ấy sao? Khó trách mộ thanh xem trọng ngài như vậy, trong lòng thu linh không nhịn được mà có chút ganh tị. Cảm ơn đại trưởng lão. Các học trò khác của độc cô cung sôi nổi nói tiếng cảm ơn. Đường Tuấn vẫy tay nói, "Tiếp theo các người hãy đi cùng tôi." Chương 2516. Trên đường đến núi Vạn Thần, Đường Tuấn mang theo đông đảo học trò Độc Cô Cung một đường hướng về phía trước. Thông qua tin tức từ trong miệng đàn anh kỳ, Đường Tuấn cũng biết được khu vực của các truyền thừa thánh địa, hiện tại họ đang đi đến đại diễn khu vực các truyền thừa thánh địa cách bọn họ gần nhất. Các truyền thừa ở đại diễn, quý trọng nhất tự nhiên là truyền thừa thánh thể của đại diễn đây cũng là thứ bắt buộc đối với năm thế lực lớn ngoại bang lần này bởi vì có đám người thu linh đi theo tốc độ của đường tuấn thả chậm hơn rất nhiều thu linh cũng từng đề nghị đường tuấn đi trước nhưng lại bị đường tuấn cự tuyệt đường tuấn sợ nếu cứ như vậy mà bỏ lại đảm người thu linh lỡ như bắt gặp phải các học trò của năm thế lực lớn ngoại bang hậu quả ra sao không dám tưởng tượng trong núi vạn thần không biết có phải bởi vì có linh khí hay không mà không gian ở nơi này cực kỳ ổn định Đường Tuấn cũng không cần phải dùng đến thuật dịch chuyển. Trong suốt chặng đường của bọn họ, trong một khu rừng ở núi Vạn Thần, hàng chục tu sĩ trẻ tuổi thân mặc chế phục của tà phải đứng trên một tảng đá lớn. Ngay phía trước đám người là một người đàn ông trẻ tuổi mặt đầy tà khí, khóe miệng anh ta nở một nụ cười tà mị, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Tu sĩ tà phải ở xung quanh đều có vẻ mặt kinh sợ mà nhìn anh ta, ngay cả thấp giọng thảo luận cũng không dám, Trận chiến giữa các học trò của tà phái còn kinh hoàng hơn rất nhiều so với những thánh địa như Đại Diễn. Dựa vào danh tính của các học trò hoặc trưởng lão không có cách nào khiến người khác kính sợ, muốn khiến họ kinh sợ cần phải dựa vào thực lực của mình. Mà người này chính là Thiên Tà Tử, người trẻ tuổi mạnh nhất của tà phái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Linh khí của đàn anh Thiên Tà Tử ngày càng đáng sợ, có phải anh ấy đã đột phá đến động hư cảnh không? Rồi hay không? tuy rằng không dám trắng trợn táo bạo mà thảo luận, nhưng vẫn có mấy người học trò không chịu nổi không khi áp lực này mà nói nhỏ. Ai biết được, như đàn anh thiên tà tử thật là lợi hại, lúc trước vì tranh đoạt vị trí đàn anh mà đã suýt chút nữa đánh chết bang chủ, kết quả bang chủ không những không giết anh ấy mà còn khích lệ. Tôi còn nghe nói anh ấy khoảng thời gian trước để luyện tập tà binh, đã ra tay đánh chết một vị trưởng lão động hư cảnh đang sống sờ sờ. Chỉ là không biết chuyện này có thật hay không ra tay đánh chết một bị động hư cảnh đang sống so so. Mấy người học trò khác nghe được tin tức này, bị chấn kinh đến nói không ra lời. Nếu là sự thật, ngày đó tà tử có biết bao nhiêu đáng sợ, bao nhiêu điên cuồng. Đàn anh, đã xảy ra chuyện, đúng lúc này, một học trò tà phái từ sau lưng thiên tà tử bay tới. Chuyện gì, thiên tà tử không di chuyển, chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên người học trò tà phái kia quỳ một gối trên mặt đất nói đàn anh kỳ và bọn họ đều đã chết khóe miệng đang tươi cười của thiên tà tử bỗng nhiên cứng đờ lạnh lùng nói sao lại thế này tuy rằng thiên tà tử không xoay người nhưng thân thể người học trò tà phái kia lại hung hãng run rẩy một chút nhanh chóng nói không rõ ràng nhưng căn cứ vào mệnh bài phản ứng bọn họ hình như là chết vào cùng một thời gian còn đàn anh kỳ thi hơi muộn thiên tà tử nói chết cùng một thời gian xem ra bọn họ đã gặp đối thủ có thực lực mạnh hơn rồi. Chỉ không biết là Ly Thanh Trần hay Trảm Như Long. Anh ta trầm ngâm một lát, nói chết thì cũng đã chết, dù sao loại phế vật như bọn họ tồn tại cũng chi lãng phí tài nguyên. Đại diễn có tin tức gì không? Tên học trò kia đáp, các nơi ở của truyền thừa còn hai ngày đi đường. Thiên tà tử liếm môi, vậy là tốt rồi. Chỉ cần giết được Thái Hạo, đoạt lấy truyền thừa thành thể đại diên, nhiệm vụ của chúng ta lập tức hoàn thành chỉ là không biết Thái Hạo rốt cuộc có bao nhiêu thánh thể đại diễn đây. Sau khi đường Tuấn đưa bọn người Thu Linh đi một ngày đường, rốt cuộc thấy được đảm người đại diễn. Lúc này đám người đại diễn vừa lúc đang nghỉ ngơi, nhìn thấy mấy người đường Tuấn lại đây, có mấy người học trò đứng lên thành một hàng, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn bọn họ. Ở chính giữa đội đại diện, Thái Hạo đang điều chỉnh lại hơi thở của mình. Anh ta mở mắt nhìn về phía đám người đường Tuấn nhíu mày đến khó phát hiện, lúc này ra lệnh nói, để bọn họ tới đây. Đường Tuấn đưa đảm người thu linh đến trước mặt Thái Hạo. Thái Hạo vẫn luôn chăm chú quan sát bọn họ, tuy rằng lúc này đám người thu linh đã thay quần áo, ngoài mặt nhìn không thấy có bất kỳ vết thương nào, nhưng giác quan nhai biến của Thái Hạo vẫn phát giác được hai thở của bọn họ mỏng manh không ít, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Đối với việc này, Thái Hạo không những không đồng tình, ngược lại còn âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, ngay cả các học trò độc cô cung này cũng bảo vệ không được, Thầy cư nhiên lại tìm đến người như tôi để cầu xin giúp đỡ. Chương 2517 đó là lúc tôi một bước lên trời. Đàn anh, tà phái thật sự sẽ không chờ chúng ta ở nơi của truyền thừa chứ? Nghe nói thiên tà tử của tà tông vô cùng lợi hại, từ lâu đã có thể tu hành đạt tới đỉnh hợp thể cảnh, tôi lo lắng. Có người học trò mang vẻ mặt lo lắng mà nói với Thái Hạo. Thái Hạo cười lạnh một tiếng, Nói cho dù Thiên Tà Tử thật sự mai phục ở nơi đó chờ chúng ta thì thế nào? Xét thực lực của chúng ta thì có gì mà sợ, chẳng lẽ bởi vì những lời nói của Đường Tuấn liền lập tức từ bỏ cơ hội đến truyền thừa sao? Tên học trò kia cười ngượng ngùng, nhưng sự lo lắng giữa mày vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tán. Những người học trò khác cũng như thế. Thái Hạo thấy vậy, lại không có giải thích, thầm nghĩ trong lòng, các anh cho rằng tôi mới vừa đột phá đến đỉnh hợp thể cảnh nên căn bản không phải đối thủ của Thiên Tà Tử lại không biết tôi đã là thánh thể của đại diễn, khả năng chiến đấu gấp 10 lần những người cùng cấp bậc. Đừng nói một thiên tà tử, cho dù là cả tu sĩ của động hư cảnh, tôi đều có thể một mình chiến đấu. Anh ta kiểm tra lại thực lực của mình trước khi rời đi. Lấy trình độ khống chế thánh thể đại diễn hiện giờ của anh ta, phát huy toàn bộ năng lực, có thể ngang tài cân sức với những tu sĩ đời đầu của động hư cảnh. Thái Hạo tin tưởng, chỉ cần anh ta tiếp nhận được truyền thừa, vượt biên giết động hư là vấn đề không lớn chờ đến khi ra khỏi núi vạn thần đó là lúc tôi một bước lên trời trong lòng thái hạo càng thêm hy vọng đại trưởng lão hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ thu linh nhìn thấy đường tuấn thật sự tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi không khỏi gấp rút nói đường tuấn nói cô cũng được nghe rồi thái hạo không nhận sự giúp đỡ của chúng ta các người bị thương cũng không nhẹ trước tiên vẫn nên ở nơi này nghỉ ngơi một chút thu linh còn muốn nói thêm nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Rốt cuộc thái độ này của thái hạo thật sự khiến cô khó chịu. ước chừng sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, vết thương của đám người thu linh đã tốt hơn rất nhiều. Dưới sự cầu xin của thu linh, đường tuấn lúc này mới đưa bọn họ tiến tục đi tới nơi ở của các truyền thừa đại diễn, nhưng lại cố ý thả chậm tốc độ. cùng bọn đường tuấn tách ra, sau khi thái hạo mang theo rất nhiều các học trò đại diễn trải qua một ngày lên đường, rốt cuộc đi tới bên trong một núi rừng rậm rạp. Bên trong núi rừng có vô số cây cối mọc che trời, vỏ cây đều tỏa ra ánh sáng vàng, khiến người khác có một loại cảm giác vô cùng cứng cáp. Đường Tuấn đối chiếu với bản đồ trong đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, lẩm bẩm, nơi này chính là nơi ở của các truyền thừa đại diễn, trong đó không chỉ có truyền thừa thánh thể đại diễn, mà còn có hơn một chục vị thần truyền thừa. Chương 2518, mạnh miệng lắm. Rất lâu về trước, mỗi một thánh địa đều có vị thần cai quản mà những vị thần đó đều để lại truyền thừa của mình ở trên núi vạn thần. Những học trò khác cũng sôi nổi kích động lên. Có mấy người học trò hô to, nhất định đàn anh có thể đạt được truyền thừa thánh thể đại diễn. Đến lúc đó không chừng có thể đạt được thành tựu. Thái Hạo mỉm cười. Thánh thể đại diễn, tôi đã đến rồi. Chỉ cần lần này đến được truyền thừa, thần cũng không phải mơ. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Thái Hạo lấy ra một miếng sát loang lổ vết dì xét trên mặt miếng sắt còn khắc một chữ, lệnh. Đồng thời, Thái Hạo cũng thúc giục chiến thể đại diễn, một nguồn hơi thở minh mông cuồn cuộn phát ra từ trên cơ thể anh ta. Miếng sắt bay lên, hoàn toàn hòa vào trong hư không. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang. Những tia sáng cầu vồng lan ra từ trong hư không, cuối cùng dừng lại cách Thái Hạo không xa. Vẻ mặt Thái Hạo dần trở nên kích động, anh ta cảm giác được máu trong cơ thể mình đang sôi trào lên, kéo theo hơi thở cùng hòa vào chỗ sâu trong hư không. Truyền thừa thánh thể đại diễn, ánh mắt Thái Hạo trở nên nóng rực. Những học trò đại diễn khác cũng không nhịn được kích động. Bọn họ tự biết rằng bản thân mình không hy vọng có thể nhận được truyền thừa thánh thể đại diễn, nhưng nếu có thể nhận được truyền thừa của một vị thần, điều này đối với họ là một cơ hội tuyệt vời. Chuẩn bị tiến vào nơi ở của truyền thừa, Thái Hạo quát. Nhưng khi anh ta vừa cất giọng, vẻ mặt của anh ta chợt biến đổi nụ cười trên mặt những học trò khác cũng đột nhiên cứng đờ, lộ ra chút hoảng hốt. Không gian xung quanh bị đóng lại. Người nào? Trong lòng Thái Hạo căng thẳng, nhìn một chỗ, không gian vừa rồi bị phong tỏa trong nháy mắt, anh ta cảm nhận được sự dao động của hơi thở từ trong đó truyền đến. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn xuống, một đám học trò của tà phái chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt anh ta, thiên tà tử một mình cầm đầu trên mặt treo nụ cười tà mị xem ra không uổng công tôi chờ đợi thiên tà tử nhìn nơi phát ra cầu vồng nụ cười trên mặt càng thêm gian ác thời điểm đám người thiên tà tử xuất hiện thái hạo cũng đánh giá số đông của tà phái người bên bọn hơn nhiều hơn chúng ta tổng thể thực lực cũng mạnh hơn nhưng chỉ cần mình đánh bại được thiên tà tử vậy là có thể xoay chuyển được tình thế bất lợi này rồi thái hạo thầm nghĩ trong lòng tuy rằng bởi vì bọn người tà phái xuất hiện khiến lòng anh ta có chút hoảng loạn nhưng anh ta cũng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Thánh thể đại diễn vốn chính là một trong những năng lực chiến đấu mạnh nhất, đánh bại một thiên tà tử không phải là chuyện đơn giản. Trong lòng khẳng định, Thái Hạo hắng giọng quát đám học trò đại diễn đang hoảng loạn, hoảng cái gì? Với giọng quát khẽ của anh ta, các học trò đại diễn lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Chương 2519, chủ thủ này không thể đâm thủng da của tôi đâu. Nếu như trước đây khi đối mặt với đối thủ ngang tài ngang sức với mình nhất định điều đầu tiên thái hạo nghĩ tới chính là chạy trốn nhưng hiện tại anh ta vô cùng tự tin nên không sợ chút nào thiên tà tử nghe vậy không khỏi cười ra tiếng nói chỉ bằng anh sao đánh đi thái hạo khẽ quát một tiếng một mình xông về phía thiên tà tử khí thế đỉnh của hợp thể cảnh bộc phát ra tới thổi quét quanh thân thiên tà tử cười man rợn nói người này giao cho tôi những người khác đều để tôi giết. Các học trò tà phái phía sau anh ta tức khắc tấn công các học trò đại diễn. Bùm một tiếng, Thái Hạo cùng thiên tà tử đối đầu với nhau, hai người trực tiếp ẩu đả nhau trong cự ly rất gần. Thực lực cũng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ, thiên tà tử chế nhạo một tiếng, một quyền đẩy lùi Thái Hạo. Khí huyết quanh thân Thái Hạo bốc lên như khói, trên mặt mang theo lạnh lẽo nói, phải không? Tiếp một quyền này của tôi đi anh ta thúc giục thánh thể đại diễn lại lần nữa tung quyền thiên tà tử đỡ đòn thân hình bay về phía sau nụ cười trên mặt anh ta bỗng nhiên cứng đờ ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được thất thanh nói thánh thể đại diễn không sai thái hạo cười đắc ý lại lần nữa nhằm về phía thiên tà tử đồng thời quyền này đánh ra trên nắm tay cũng mang theo một cổ minh mông ý cảnh khiếp sợ của thiên tà tử qua đi bỗng nhiên cười nói không thể tưởng tượng được ngay tại đây có thể bóp chết được một vị thánh thể đại diễn thật là khiến người khác hưng phấn hai con dao găm xuất hiện trong tay anh ta lưỡi dao hơi cong lên thân dao sắc bén có thể khiến tôi sử dụng xà nha cũng là bản lĩnh của anh hai con dao găm trong tay thiên tà tử vung về phía trước dao găm cấp bậc vương khí đối với tôi chỉ là vô dụng thái hạo tránh như không tránh nắm tay đón nhận dao găm ngu xuẩn, thiên tà tử nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bạch đều răm rắp. Khi Thái Hạo đánh một đấm đẩy lui thiên tà tử, thể hiện sức mạnh của đại diễn thánh, ngay khi chiến đấu thì các học trò của cả hai bên đại diễn các và tà tông đều rất kinh hãi. Sau khi các học trò của đại diễn các kinh sợ thì vui mừng khôn xiết, thậm chí còn có người còn hét lên phấn khích, anh cả nhất định sẽ thắng, anh cả vô địch. Tiếng reo hò vang lên liên tiếp. Vào lúc này, các học trò của đại diễn các và tà tông đều hiểu ý mà ngừng chiến đấu lại, chuyển ánh mắt lên người của Thái Hạo và Thiên Tà Tử. Kết quả trận chiến giữa hai người mới là mấu chốt quyết định rốt cuộc là ai thắng ai thua. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thái Hạo huy động toàn bộ sức mạnh của đại diễn thánh và đấm vào trùy thủ rắn chắc của Thiên Tà Tử. Trong lòng anh ta vô cùng tin tưởng. Mặc dù anh ta chỉ mới hiểu được một phần nhỏ bí ẩn của đại diễn thánh, nhưng vương khí này vẫn không đủ để làm mình bị thương. Chủy thủ này không thể đâm thủng da của tôi đâu." Trong lòng Thái Hạo cười chế nhạo. Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, lập tức rút ngắn khoảng cách. Song chủy rắn chắc kia chỉ cách Thái Hạo khoảng hơn 3 mét. Chương 2520, đúng là chó cùng rứt rậu mà. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thái Hạo đột nhiên cảm thấy hoa mắt, thần trí nhất thời thất thủ một lúc, tinh thần ngưng tụ có khuynh hướng tán loạn ra. Thái Hạo thầm nghĩ trong lòng không hay rồi, lập tức lấy lại tinh thần có chút nghi hoặc nhìn vào chủy thủ rắn chắc trong tay của thiên tà tử. Sự dao động tinh thần khiến anh ta thất thủ vừa rồi đến từ song chủy rắn chắc kia. Sự thay đổi đột ngột này chỉ là trong nháy mắt, học trò hai bên hoàn toàn không thể phát hiện ra, nhưng đối với thiên tà tử mà nói thì cũng đủ rồi. Song chủy rắn chắc va vào nắm đấm của Thái Hạo. Suy một tiếng, song chủy rắn chắc trực tiếp đâm thẳng vào nắm đấm của Thái Hạo, xuyên vào trong da thịt anh ta. Máu tươi từ trong tay của Thái Hạo bắn tung tóe ra, đồng thời một sức mạnh kỳ lạ từ song chủy rắn chắc kia xuyên vào trong cơ thể của Thái Hạo. Tâm thần ngưng tụ của Thái Hạo lại bị chấn động đó đánh tới, tâm thần chấn động, không thể phát huy toàn bộ sức lực được. A! À, đau nhức cả mi tâm lẫn lòng bàn tay khiến Thái Hạo nhịn không được gầm nhẹ lên, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Thiên tà tử đá một cước vào bụng của Thái Hạo, đá mạnh anh ta bay ra ngoài máu của Thái Hạo nhuộm đỏ cả bầu trời, vết thương trên lòng bàn tay biến thành màu đen, từ miệng vết thương truyền đến toàn thân một trận tê dại. Thái Hạo kinh ngạc, ánh mắt hung tợn nhìn thiên tà tử. Vậy mà mình lại thua. Cậu lại dám dùng da thịt của mình để tiếp tà binh của tôi, thật là ngu ngốc. Thiên tà tử không tiếp tục đuổi theo nữa, lạnh lùng nhìn Thái Hạo, khóe miệng nở nụ cười chiêu tức. Mặc dù song chỉ rắn chắc chỉ là vương khí, nhưng tà khí và sát khí ẩn chứa trong nó có thể khiến tâm thần của các tu sĩ trong động hư cảnh đều bị thất thủ. Anh ta đã dựa vào song chỉ rắn chắc này để giết một trưởng lão động hư cảnh. Cậu còn không thể đánh bại tôi, thì cậu cũng xứng được gọi là người đại diễn thánh sao. Tôi nghĩ cậu vẫn nên đưa huyết mạch cùng tài năng kia cho tôi đi. Ánh mắt thiên tà tử nhìn thái hạo giống như thể anh ta đang nhìn con mồi của mình. Tà Tông có một vài môn dùng công pháp để nuốt sống huyết mạch của người khác, mặc dù huyết mạch thu được theo cách này không tinh khiết và mạnh mẽ như ban đầu, nhưng thiên tà tử cũng không quan tâm đến những chuyện này. Thái hạo sửng sốt, tận trong đáy lòng tràn ra cảm giác hối hận cùng không cam lòng. Làm sao tôi có thể thua được chứ? Ta là người của đại diễn thánh mà, tôi sẽ không thua đâu. Tôi nhất định có thể mà. Ánh mắt thái hạo hung ác nhìn thiên tà tử, lại nổi điên lao thẳng tới. Đúng là chó cùng rứt dậu mà. Đối mặt với sự công kích của Thái Hạo, Thiên Tà Tử cười khẩy. Anh ta mở rộng thân mình ra, hoàn toàn không đối đầu với Thái Hạo mà dựa vào tà binh rắn chắc mà liên tục để lại từng vết thương một lên trên cơ thể Thái Hạo. Máu tươi nhuộm đỏ từng chút trên quần áo của Thái Hạo. Nhưng hai mắt của Thái Hạo đỏ hoe, giống như dã thú nổi điên, vẫn liều lĩnh tấn công. Thiên Tà Tử vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như mây, dường như một người lớn đang chơi đùa cùng một đứa trẻ vậy. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 2520.